Thu hoạch mồng tơi nha cả nhà ơi. Nè mồng tơi bữa nay nó tốt quá xá luôn rồi, giờ mới đi hái thôi. Cái lá nó lớn bằng bằng tay mình luôn đó, nhìn nè, đó nó lớn hơn bằng tay của mình nữa nè, để không thấy bằng tay đâu. Tốt quá xá luôn. Giờ mình cắt mấy cái lá lớn trước cho nó mấy cái tược nó xịt tược ra cho nó lớn. Rồi cái lá nó lớn hết hồn, cái lá lớn mà lớn hơn bằng tay luôn nè mọi người, thấy mê quá. Rồi cái lá này nó bằng ba bằng tay luôn. Mọi người nhìn cái lá lớn nè, đẹp dễ sợ luôn á, quá xá đẹp. Rồi nó lấy lá đó, lá này sao nó tốt dữ vậy ta. Hôm nay trồng mùa tơi thấy mê luôn rồi. Wow, quá xá mê. Đó, nhìn bên đây nó cũng tốt quá chừng rồi nè. Đó, tốt rồi này. Cái này là mình cắt đợt thứ hai rồi nha mọi người. Đợt này đợt thứ ba rồi đó. Còn cái chậu bên đây mình cắt đợt đầu tiên nè, mình cắt mấy cái lá lớn thôi. Cắt mấy lá lớn là nấu dư sức mà canh nè. Đó, quá xá mùng tơi luôn. Hôm nay trồng thành công mùng tơi nha mọi người. Còn cái này mình phải trồng ở trong nhà nha mọi người, trong cái nhà kính á, tại ở ngoài trời lạnh nó không có tốt được, trong nhà kính nó mới đủ hơi ấm để nó tốt. Ồ, tốt quá xá. Tôi lá nào nó lấy thật to luôn á. Đây là bí đao, bữa nay nó cũng lớn rồi, sắp ăn được rồi nè mọi người. Đó, bí đao này chút mình cũng phải đi thủ phấn nó luôn cho nó mới ra nhiều trái đó. Đây nè mọi người, đây có hai em nữa đây, mê quá, thấy đẹp quá, chuẩn bị hái được rồi mọi người. Nó củ lớn rồi nè, đó, nó củ còn hơi nhỏ đó, nay mập quá nè. Cái củ này, cái loại này, cái loại cà rốt mập mà ngắn nha, chứ không phải nó loại cái củ mà loại củ dài này, loại củ mập mà ngắn nè, mập ú mà nó ngắn ngủ à. Nhỏ ít thôi, mấy cái này nó hơi nhỏ, tại mình rải hột á, thành ra nó có cái củ lớn củ nhỏ nè. Cái này bữa nay nó lớn rồi nè mọi người. Ây nó nè, lớn nè. Ui da, rồi nó đứt rồi, nó lấy cái dao nhổ hả. Củ có củ lớn củ nhỏ, đây sao lấy ta. Đây rồi, sắp nhổ vô đây thôi, đủ ăn rồi, nhổ nhiều quá ăn hết, ăn từ từ đó, đẹp ghê nè. Rồi đó, hôm nay đi cắt hai trái để cái bí này cũng lớn lắm luôn mọi người, cái lá này luôn nè, bỏ cái lá luôn. À, đây một trái, bên đây một trái nhỏ đó mình cắt luôn rồi. Đây trái nè, một trái siêu to với một trái tí hon nha mọi người. Mọi người ơi, nhìn dàn bầu của mình đây, hôm nay đã bắt đầu đậu trái rồi đó, mình phải thụ phấn nữa nha mọi người đó, nó mới ra trái nè đó, có mấy trái này lớn rồi đây. Trái này sắp hái được rồi đây, rất là mê luôn. Đây là bầu dài nè cả nhà ơi, đó trái bầu dài nè, năm rồi là mình hái trái bầu dài là nó dài 1 mét luôn á cả nhà đó, mọi người thấy chưa, đây là trái bầu dài đây. Đó, quá trời trái rồi. Đó, bằng kia nó còn 4-5 trái đằng kia luôn. Thấy mê luôn không cả nhà?
giờ mình đi thụ phấn á, cho nó đậu thêm nha, mình không thụ phấn nó không có đậu nhiều tại không có đủ ong á. Đó, thấy mê quá. Thụ phấn bầu rồi mọi người, mình lấy cái nhị của cái bông đực nè, mình chấm lên cái trái nè. Đó. À, mọi người nhìn nè, nó mình chấm vậy nè. Mình thụ phấn á. Đó. Đó, cho nó đậu nhiều. Mấy ngày hôm nay trời nắng lắm, nắng quá tay luôn cho nên nó bị thiếu nước tưới rồi mọi người ơi. Đó, thụ phấn đây mê quá. Đó, đây một chùm luôn. Đó. Ở đây là mấy cây nho. Ồ, là cây nho này nó trái quá, xá trái mọi người. Đó, xá trái. Đây còn phía bên đây là nho tím nè cả nhà. À, lúc nó mới ra thì ra trái thì nó màu xanh, bây giờ nó chuyển sang tím rồi đây. Đó, đi làm về cuối tuần thì chị thích ra ngắm mấy cây nho, mấy cây táo, mấy cây legume rau củ sau nhà thôi mọi người ơi, thích lắm, mê lắm, thích ra nhìn ngắm là hết căng thẳng luôn mọi người ơi. Đó, nhiều trái lắm luôn à. Cà chua bi hôm nay đã chín rộ rồi cả nhà ơi. Đây, trời ơi, nhìn thấy chùm thấy mà mê luôn. Cả nhà ơi, có ai ăn cà chua bi không? Mình gửi cho nha. Nhiều quá chừng luôn nữa, bữa nay chín rộ rồi. Đó, cái này cà chua bi màu vàng đây, cũng chín luôn rồi. Nhìn thấy rồi. Quá xá luôn rồi mọi người ơi. Ồ, chùm luôn. Quá xá chùm, mê luôn. Quá xá chín rồi. Giờ đi thu hoạch lên một ít cà chua bi luôn. Đó, khoe với mọi người trái dưa gan đây. Năm nay là lần đầu tiên trồng được dưa gan, mới trồng thử mà ra được trái rồi. Mừng quá. Đó, còn nguyên mấy cái dây này chắc cũng sắp ra trái rồi nè, nó ra bông rồi, ra bông nhiều lắm rồi. Này là đậu, bây giờ mình đi thu hoạch đậu thôi. Trời hôm nay nắng nóng quá mọi người ơi, 32-33 độ luôn đó, quá xá nóng luôn. Để con trái dưa leo nè, thôi mình cắt nó luôn đi, nó cũng lớn rồi nè. Đó. Mình trồng tự nhiên á cho nên á, trái nó không có suông, không có đẹp mà ăn mình rất là ngon, tại mình hái xong ăn liền á, rất là tươi luôn. Còn này, trái này chắc nhỏ thôi, chưa lại, để hái sau đi. Hôm nay thu hoạch được một ít củ cải đỏ nè cả nhà ơi, với lại một ít rau mồng tơi. Đó, vô đây nấu như sức mà canh này ha cả nhà. Đó, đây là một ít cà chua bi luôn, một ít đậu nè, đậu cũng một ít, một trái dưa leo và mấy trái bí ngòi nè cả nhà. Vô đây là cũng đủ ăn rồi. Bây giờ mình kết thúc video ở đây nha mọi người. Cảm ơn mọi người đã xem video. Mọi người hãy tặng cho mình một like và một đăng ký kênh. Chúc mọi người luôn mạnh khỏe và thành công trong cuộc sống. Hẹn gặp lại mọi người ở video sau. Cảm ơn cả nhà. Bye bye.